Gió phiêu du nguyện lòng anh giữ yêu thương dù mong manh thoáng dây giữa dòng đời trôi qua vội vàng tìm nơi đâu rõ miên man một lần dần chân giữa hiện thực quá khứ phôi phai bàn tay ai níu tay anh rồi buồn là xót xa khóc nghẹn tìm nơi đâu yên bình vì tình danh vọng quá vô tình đánh mất tin yêu trôi theo giấc mơ dài vì anh ham vọng nơi đỉnh cao thanh xuân nơi anh nguyện xin giữ chân vững xóa tan lỗi lầm khổ đau trốn sau bao tổn thương nghẹt đắng nước mắt trong đời anh bao khát vọng và ngày mai những yêu thương thanh xuân ơi anh nguyện giữ lấy yêu thương trái tim chân thành vẹn nguyên phong ba như gió sương còn những ký ức chỉ là một cơn ngất mơ vì ngày mai những yêu thương sẽ quay lại chồng con với thằng Thiên nó tới kịp chứ không thôi thì trời ơi tất cả là do ông lúc nào cũng có thời gian rảnh rỗi dành cho người ngoài còn mẹ tôi ông có bao giờ dành thời gian cho mẹ tôi không hay là lúc nào cũng bận mẹ con bệnh 20 năm nay rồi luôn có người bên cạnh chăm sóc không lẽ con muốn ba lúc nào cũng kè kè bên mẹ con hay sao mẹ tôi lúc tỉnh lúc mê lúc nào cũng muốn gặp mặt ông thà đi phục vụ cho người ngoài ông có bao giờ nói một lời dỗ ngọt mẹ tôi chưa chị người lớn con không nên xen vào cũng vì chính con xen vào cho nên mẹ con mới ra nông nổi như vậy đúng là cho tôi là do tôi hết, đổ hết tội lỗi đầu tôi đi. Ông tưởng lòng vô tội hả? Mất khiếu. Dám nói chuyện với cha mày như vậy hả? Hoàng Thiên, ngồi xuống nói chuyện với ba cho đàng hoàng và không được nói cái giọng đó, nghe chưa con? Con xin phép nội.
Thằng Thiên nó không có nói sai đâu. Con cũng phải quan tâm tới Lệ Bình một chút chứ. Bây giờ Lệ Bình nó không nhận ra ai hết. Nó chỉ biết có một mình con thôi à. Nhưng mà mẹ thấy đó, thằng Thiên nó có coi con là cha đâu. Trước mặt người ngoài chưa bao giờ nó gọi con một tiếng ba. Đó là hậu quả của những hành động ngày xưa của con. Nếu như sợ là con cái sẽ ảnh hưởng từ quá khứ thì tại sao ngày xưa trước khi làm con không suy nghĩ? Mẹ cũng biết mà. Tình yêu thời trẻ giống như một ngọn gió, đâu có ai đủ bản lĩnh để mà kiểm soát được đâu mẹ. Kính thưa quý quan khách, hôm nay là một ngày rất đặc biệt và quan trọng. Chúng ta hãy cùng nhau tạm biệt một năm cũ đã qua và chào đón một năm mới sắp đến. Và thời khắc giao thừa cũng đang đến rất gần. Vì vậy, xin mời tất cả quý quan khách, chúng ta hãy cùng đóng gói tất cả những ưu tư, muộn phiền của năm cũ đã qua và chào đón một năm mới sắp đến với thật nhiều may mắn, thật nhiều sức khỏe và thành công. Và ngay bây giờ, xin mời tất cả quý quan khách, chúng ta hãy cùng đếm ngược đến thời khắc giao thừa. Nào, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Happy New Year! Thưa Cúc, xin chúc quý khách một năm mới thật nhiều sức khỏe, an lành và hạnh phúc! Happy New Year, người em yêu. Happy New Year, người anh yêu nhiều nhiều nhiều. Trời, chút thôi mà cũng ganh tị với người ta nữa hả? Bất cứ chuyện gì, anh không thèm ganh tị với em. Nhưng riêng chuyện tình cảm, anh nhất định không thua em đâu. Nói gì nghe xính rợn à. Anh đang ôm trong lòng một nữ ca sĩ có giọng hát ngọt nhất Sài Thành. Sớm cỡ nào anh nói cũng được hết á. Ước gì sang thế kỷ sau đó mình có thể dìu nhau trong những điệu nhạc du dưa êm đềm vậy. Không chỉ là thế kỷ này thôi đâu, mà ở thế kỷ sau, nếu em không nhảy được, anh sẽ sẵn sàng dìu em nhảy. Anh đó, khéo ăn nói thiệt đó. Nè, cái này là anh hứa nha, sau này mà không giữ lời, biết tay em đó. Trước đây anh vốn là một cơn gió vô định, nhưng từ khi gặp em anh mới chịu dừng chân đó. Anh rất mong là em sẽ cột chặt cuộc đời anh lại. Từ cái ngày mà anh đã tỏ tình với em 2 năm về trước, em đã quyết định cột chặt đời em và đời anh lại với nhau rồi. Nhất định không bao giờ để cho anh thoát khỏi em đâu. Cũng may là hôm đó anh chịu theo bạn tới phòng trà, và tiếng hát của em đã đúng gục trái tim anh. Anh cảm thấy mình là người may mắn khi là người chiến thắng trong cuộc đua chinh phục trái tim anh. Cúc à, anh thề với em, em là người con gái anh yêu suốt đời đó. Nam, lại đây. Ủa mẹ, khuya rồi sao mẹ không lên ngủ đi, ngồi đây làm chi vậy? Con bị cái gì vậy? Con có biết bữa nay là giao thừa không? Mẹ, giao thừa Tết Tây mà, có gì quan trọng đâu. Tết Tây hay Tết ta gì thì cái ngày này cũng phải ở nhà để hương khói cho ông bà. Vậy mai con hương khói cho ông bà luôn. Ngày mai còn ý nghĩa gì nữa?
Dạ thế không ấy, để Tết ta cái con thắp hương bù lại cho ông bà luôn. Dạ. Dạ thưa ông bà, hôm nay con ham chơi quá, con lỡ đi về khuya quá. Ông bà thông cảm, đừng buồn, con để Tết ta cái con thắp nhang cho ông bà luôn nha. Dạ sao? Ông bà nói sao? À dạ dạ, con cảm ơn bà. Dạ ông bà không có giận con đâu, thôi con đi ngủ trước nha mẹ. Nam, đi qua bên kia rồi, ngồi nói chuyện với mẹ. Dạ. Con bị sao vậy? Mẹ không có chấp nhận cái cô ca sĩ phòng trà đó, mà tại sao con vẫn theo đuổi cô ta vậy? Mẹ, Thu Cúc có gì không tốt hả mẹ? Vấn đề không phải là tốt hay không tốt. Con có thể có dăm ba mối tình, cái điều đó không có ai cản hết. Nhưng phải biết chọn người mình yêu, phải nói tôn nghiêm đàng hoàng chứ con. Mẹ, Thu Cúc có làm cái gì đâu mà không tôn nghiêm. Với lại con nghĩ chuyện tình yêu là chuyện của con tim mà, tự nhiên mẹ đưa vấn đề tôn nghiêm vô đây làm gì? Cái thứ sướng ca vô loài đó. Mẹ, cái thứ đó học hành được mấy chữ? Con có chắc là nó chỉ yêu một mình con, trong khi chung quanh nó biết bao nhiêu đàn ông bu quanh không? Dạ con, con không trả lời được. Và rõ ràng trong lòng con cũng đang thắc mắc cái câu hỏi đó. Mẹ từng trải con à, cho nên mẹ biết là không bao giờ có ai người ta đánh giá cao những cái người mà làm cái nghề mua vui cho người khác hết. Mẹ ơi, mẹ không chấp nhận cô ca sĩ phòng trà đó. Mẹ, Thu Cúc đi hát thì có cái gì sai đâu mẹ. Con nghĩ mẹ nói hơi nặng lời rồi đó. Với lại mẹ yên tâm đi, con là người hiểu rõ Thu Cúc hơn ai hết mà. Lúc còn trẻ, cái tình yêu lúc nào nó cũng là màu hồng hết con. Nhưng mà tới chừng hôn nhân rồi á thì nó sẽ hoàn toàn khác. Con u mê, cho nên mẹ phải dạy con nè. Dạ, con xin lỗi mẹ. Mẹ dạy con chuyện gì thì con nghe. Chứ còn riêng trong cái chuyện yêu đương này á, con biết là mình muốn cái gì mà. Con không cần mẹ dạy đâu. Dạ thôi cũng khuya rồi, con cũng mệt, con xin phép mẹ con đi ngủ trước nha. Nam, Nam, mà tới nỗi không thuê được cái nhà ở trung tâm mà ở nữa. Hèn chi mà nó cứ bám riết con trai mình à. Mà có bộ thằng Nam nó mê con nhỏ này quá rồi. Thôi thì phải nhượng bộ một lần. Mình tới mình gặp nó, mình nói chuyện coi nó là người thế nào đã. Ờ, cho hỏi thăm nha. Em có biết cái cô ca sĩ phòng trà, à không, cái cô mà Thu Cúc á, à, nghe nói là cổ thuê cái khu nhà trọ gần đây mà ở đâu em biết không em? Thì cô Cúc nhà cổ thuê ở đây nè, nhưng mà như cổ không có ở nhà. À cổ về rồi kìa. Ờ, à, cảm ơn. Dạ em chào cô. Trời đất ơi, trời ơi, người vậy đó mà sao thằng con tôi nó mê được vậy trời. Đủ mốc mà chòi mâm son. Chị không biết hồi sáng nó ăn cái gì mà bây giờ nó ói quá trời. Em giúp chị đưa nó đi bệnh viện nha. Đi. Đi em. Thôi là mình có nhà đó.
không biết chị Tư làm sao nữa. Không được, phải vô đánh dứt mới được. Sếp, sáng mùng 1 á, ai cũng nghỉ làm hết. Sếp kêu tôi ra đây bàn công chuyện, vậy có trả lương không vậy? Ông bạn tôi rủ ông uống cà phê cũng được hả? Đó, thấy quan tâm không? Kêu sẵn ly cà phê luôn kìa. Ờ, cảm ơn nha. Nè, mẹ ông đã nhắc nhở tôi rồi. Dù gì cũng là quan hệ chủ tớ, ha. Tôi còn dựa đồng lương sống qua ngày nữa. Chủ tớ nghe xa cách quá vậy. Ông là bạn thân của tôi hồi thời đại học. Bây giờ ông coi tôi là chủ, chẳng khác nào tôi không có người bạn nào luôn hả? Sao hôm nay không ở nhà làm con ngoan đi, rồi năn nỉ mẹ ông dần dần có phải là hay hơn ngồi đây than vãn không? Mẹ tôi vô lý, năn nỉ hoài không được, không có chấp nhận chuyện của tôi với Cúc. Nhìn cái mặt là biết hôm qua gây tới cỡ nào rồi. Lần nào nói chuyện tình cảm của tôi, hai mẹ con đều gây nhau á. Sao kỳ ta? Mẹ sinh tôi ra, tại sao không chấp nhận cho tôi lấy người tôi thương? Xét về tình á thì mẹ ông sai. Thì đó. Nhưng xét về lý thì mẹ ông đúng. Thì bởi nếu mà tôi là mẹ ông đó thì tôi cũng quyết định y chang vậy thôi. Ủa, ông bạn tôi hay ông bạn mẹ tôi? Thì ông coi đi, ông cũng là con trai đức tôn của dòng họ mà, ha. Không lẽ nào mẹ ông lại chấp nhận cho ông quen một cô gái không môn đăng hộ đối như vậy? Còn gì là tôn nghiêm nữa. Mệt quá. Tôn nghiêm, môn đăng hộ đối, ông nói chuyện y chang mẹ tôi luôn á. Nói hồi là thấy bực à. Thôi bỏ đi. Tối nay đi qua phòng trà Thu Cúc với tôi nha. Nữa hả? Trời, mẹ ông biết được căng à. Căng cái gì, tôi là con một mà sợ gì chứ. Vậy nha. Đi trước à. Ê, tính tiền phơi giùm. Sếp gì kỳ vậy? Kỳ cái gì, tính vô lương cho. Trời ơi. Trời còn là mưa, mưa rơi mênh mang, từng ngón tay buồn em mang đi về giáo đường. Ngày chủ nhật buồn, còn ai còn ai. Đóa hoa hồng cài trên tóc mây. Người yêu của anh hát hay quá à. Em là ca sĩ mà. Bộ anh không nghe nói, ông trời á, ông không thể nào mà xoa dịu được nỗi đau của mỗi người. Vì vậy mới quyết định tạo ra ca sĩ đó. Vậy đó hả? Vậy mà anh tưởng đâu ông trời tạo mình em ra cho mình anh thôi chứ. Thì em vẫn là của anh mà. Em sẽ níu anh thật chặt, không cho anh đi đâu hết đó. Cúc. Em hát cả đêm ở trên sân khấu, em không thấy mệt sao? Sao mà mệt được, đó là niềm đam mê của em mà. Làm việc với niềm đam mê á, không bao giờ em cảm thấy mệt đâu. Em nè, anh thấy mỗi đêm em đi hát về khuya mà nhà này thì xa quá. Hay là để anh thuê cho em một căn nhà trong trung tâm, để em đi hát cho nó gần mà nó đỡ nguy hiểm. Không cần đâu anh. Ở đây tuy có hơi xa một chút xíu, nhưng đường cái rộng rãi thoáng mát, hơn nữa còn có vườn tược nữa. Em có thể ra ngoài hít thở không khí. Còn ngoài thành phố đó hả, ngột ngạt lắm, em chịu không nổi đâu. Anh thấy thương em lắm. Anh muốn mỗi buổi sớm thức dậy, người đầu tiên anh nhìn thấy phải là em. Rồi sau đó chúng ta sẽ cùng đi ăn sáng nè, cùng uống cà phê nè, rồi tối về là cùng nhau ăn tối nè, rồi cùng nhau xem tivi chương trình mà hai đứa thích nè, rồi nhiều lắm. Sao nghe xa xôi quá. Không có xa xôi đâu. Tin anh đi, anh sẽ làm cho em hạnh phúc.
Nhắm mắt lại đi. Lại bày ra chuyện gì nữa đây? Đây là quà kỷ niệm 2 năm tụi mình quen nhau. Em mở ra xem coi có thích không. Trong mắt của anh không có người phụ nữ nào đẹp bằng em hết. Đàn ông các anh á, dẻo miệng thiệt đó. Khi yêu thì ngọt như mía lùi, sau này không biết có còn ngọt được vậy không nữa. Anh sẽ mãi ngọt ngào như vậy, bởi vì em là cô gái anh yêu suốt đời. Em biết em giỏi lắm không hả? Em đã khiến một cơn gió như anh chịu dùm chân đó. Nói hay quá à. Nói yêu thương người ta vậy mà đã 2 năm rồi không thèm đưa về ra mắt mẹ nữa. Không phải vậy đâu, chỉ là... Chỉ là sao? Anh còn muốn đám cưới hả? Đâu có. Anh còn muốn cưới sớm nữa, để mang em về nhà chứ để thôi em chạy mất tiêu làm sao, phải không? Chỉ là do anh đang thuyết phục mẹ, hay là bây giờ mình cứ tận hưởng hạnh phúc của hai đứa mình cho tới khi mẹ đồng ý, được không em? Trôi lặng lẽ cuốn ta theo bao cuộc vui, dòng đời như nước cuốn cuốn ta vào mến tình ai. Tôi biết sao ông mê cổ rồi đó. Nghe tiếng hát là mê liền đúng không? Ông đừng có nói với tôi là ông cũng mê em Cúc nha. Nè, con thầy vợ bạn gái cơ quan, tôi kỳ đó. Tôi có ngu dại gì đâu mà mê bạn gái của ông. Vậy ông mới là bạn tốt của tôi được chứ. Uống đi, tới đây ngồi chơi với tôi cứ uống thoải mái nha. Ê nè, rượu ở đây chắc mắc tiền lắm hả? Ờ. Không uống lấy tiền được không? Thì sao cũng... Ủa ông nói thiệt luôn hả? Ờ thì sợ tiếc tiền cho ông đó. Tiếc cái gì? Uống thoải mái đi, tôi không có trừ vô lương đâu. Ông mà không nghe Cúc hát á, tôi mới trừ vô lương á. Ừ, vậy thì tôi nghe. Ngon thiệt luôn đó. Rượu ngon ha. Ừ. Ừ. Lát chịu khó về mình nha. Tôi có hẹn rồi. Chơi gì kỳ vậy? Việc xây dựng chuỗi khách sạn của chúng ta đang gặp khó khăn bởi vì hiện tại vẫn chưa di dời được các hộ dân xung quanh ạ. Theo em nghĩ, chúng ta nên suy nghĩ kỹ về dự án này. Nếu đã có khó khăn thì chúng ta không nên tiếp tục. Hiện tình hình tài chính ta không đủ mạnh.
Nếu tiếp tục xây dựng phải vay ngân hàng một số tiền rất lớn. Chuyện này thì em yên tâm, tại vì chị có những cái quan hệ rất tốt đối với ngân hàng, đặc biệt là chuyện vay vốn đối với chị không khó khăn gì cả. Điều quan trọng là giám đốc dự án sau giờ vẫn chưa có mặt. Không nể chị thì tôi đã không đầu tư vào dự án đầy rủi ro này. Thật sự xin lỗi, nhưng mà tại vì dự án chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi, khi nào triển khai thì chắc chắn Hoàng Nam sẽ có mặt mà. 10 buổi họp thì 5 buổi cậu ta đã vắng mặt, 3 buổi thì có cũng như không, còn 2 buổi thì không hiểu gì về dự án. Cháu nó mới ra trường, nó chưa có kinh nghiệm, nhưng tôi hứa là tôi sẽ dạy dỗ nó tốt. Hầu hết là tài sản của em đều dồn hết vào dự án này. Em chỉ mong một điều là Hoàng Nam chú tâm vào công việc. Chị hiểu mà, chắc chắn là khi dự án bắt đầu Hoàng Nam phải có mặt, chị hứa. Bây giờ chúng tôi chỉ biết tin vào chị, chứ biết tin vào ai nữa. Thưa mẹ con đi. Nam. Dạ. Đi đâu vậy con? Dạ thì tới nhà của cái cô ca sĩ gì đó phải không con? Mẹ, mẹ cho người điều tra con sao? Con lớn rồi mà mẹ, chuyện tình cảm của con á, mẹ để con tự quyết định đi. Con đâu phải con nít đâu mà lúc nào mẹ cũng hết Quảng Đông rồi lại Quảng Tây. Con lớn rồi hả? Vậy thì con lo chăm sóc công ty nhà mình đi con. Con bỏ bê mọi việc để cho các cổ đông người ta cứ nói ra nói vô là sao? Người ta nói gì kệ người ta mẹ ơi. Con nói thiệt mẹ, tại vì họ cái tư duy họ kém đi, cho nên lúc nào cũng phải lo trước lo sau. Mẹ thấy con không? Có bây giờ con để việc công ty trì trệ đâu. Mẹ không có nói nhiều với con nữa. Bây giờ con không nghe lời phải không? Mẹ sẽ tới nhà cái cô ca sĩ Thu Cúc đó mẹ nói chuyện. Lúc đó con tính sao? Thôi mà mẹ. Ôi, giận lên mặt kỳ quá. Ôi. Không có nói nhiều nữa. Đi lại biểu nè. Qua đây. Dạ. Đúng 8 giờ sáng mai, con tới địa chỉ này gặp một cô gái. Cô ấy tên là Lệ Bình. Dạ. Đối tác mới hả mẹ? Cũng đúng một phần. Cô ấy là con gái độc nhất của ông Hồng Nhật, giám đốc ngân hàng thương mại. Ủa, nếu vậy thì gặp ba cổ chứ gặp cổ làm chi mẹ? Gặp gỡ nói chuyện, tìm hiểu rồi tiến tới hôn nhân. Mẹ, mẹ nói cái gì vậy? Gia đình của mình và gia đình ông Hồng Nhật đã hẹn với nhau sẽ làm hôn ước cho hai đứa. Mẹ ơi, cái chuyện mà ba con với ông Hồng Nhật hứa hẹn với nhau là lúc vui thôi, chứ có ký kết cái gì đâu. Với lại con chưa tìm hiểu cổ, nói chi tới cái chuyện hôn nhân. Thì cứ tìm hiểu đi. Ba con và bên đó đã hứa là hai nhà sẽ thành xuôi gia, rồi sau này có gì khó khăn sẽ giúp đỡ nhau. Mẹ ơi, ba con với ông Hồng Nhật là trong lúc trà dư tửu hậu rồi hứa qua hứa lại vậy thôi. Tự nhiên giờ mẹ bắt con phải chịu, kỳ á. Con không được nói hỗn như vậy. Mẹ, mẹ cũng biết rồi, con có người yêu rồi chứ bộ. Trời ơi, gặp cái cô này á, con xin lỗi mẹ, phí thời gian lắm. Con chưa gặp sao con dám nói là phí thời gian? Con không có sẵn sàng gặp cổ. Chưa gặp sao biết là chưa sẵn sàng? Hay là con đợi mẹ gặp Thu Cúc về, mẹ nói chuyện với con thì lúc đó con mới sẵn sàng? Mẹ ơi, mẹ đừng có như vậy mà. Hẹn thì mình cũng lỡ hẹn rồi, mình tới gặp mình nói chuyện, không thích thì mình làm bạn bè. Điều đó đâu có sao đâu con. Không có được mà mẹ. Mẹ không nói nhiều nữa. Đúng 8 giờ sáng mai con tới địa điểm này. Nếu con không đến thì chuyện gì xảy ra con sẽ biết đó. Mẹ, mẹ nghe con nói nè. Mẹ không nhiều lời với con nữa. Mẹ ơi, mẹ không thể được mẹ ơi. Bây giờ mẹ, con với cổ đâu có quen biết gì đâu, có chuyện gì đâu mà nói. Mẹ. Xin lỗi, cô phải là
Lục Bình phải không anh? Dạ không, tôi không phải là Lục Bình. Xin lỗi. Mà là Lệ Bình. À đúng rồi, Lệ Bình, xin lỗi, à, tôi nhớ lộn. Không sao đâu, nếu như được đặt lại tên thì tôi cũng sẽ đặt Lục Bình, nghe nó thân thương hơn, đúng không? Đúng rồi, à, xin phép cô. Xin lỗi cô, tôi đến trễ. Dạ, cho em gửi menu ạ. Cà phê đá. Dạ, ok. Chắc cô chờ tôi lâu lắm ha. À, xin lỗi nha. À, tại vì thật sự á, cái cuộc hẹn này á là... Tôi hiểu mà. Cũng không phải là tôi. Cô hiểu. Thật ra thì tôi cũng như anh vậy. Lần gặp này là do ba mẹ sắp xếp. Vậy hả? Nhưng phận làm con, mình đâu có dám không nghe. Dạ, cho em gửi cà phê mình ạ. Cảm ơn. Cũng may quá. Vậy mà tôi cứ nghĩ là... Nhìn tôi đáng sợ lắm đúng không? Đâu có. Nhìn cô, nói thiệt cô rất là xinh đẹp. Mà nói chuyện cũng nhẹ nhàng, dễ thương nữa. Lỗi là ở tôi đến trễ thôi, cô đừng hiểu lầm nha. Anh có muốn làm bạn với tôi không? Bạn bè? Bạn bè thì tại sao không? Nói thiệt với cô nha, tôi ít bạn lắm. Cho nên mà ai muốn làm bạn với tôi là tôi đều sẵn lòng hết á. Thôi, mình là bạn bè nha. Chào bạn. Không ngờ anh lại dễ dãi đến như vậy. Bắt tay cái đi rồi nói chuyện tiếp. Chào bạn nha. Không phải đâu, không phải là dễ dãi đâu. Nhưng mà bạn biết không, hồi nãy á, mình thấy bạn là mình trong đầu mình suy nghĩ là bắt đầu nó lé lé lên một cái ý là kêu bằng mình có cái duyên làm bạn bè với nhau á. Trời ơi, có nghĩa là có phúc cùng hưởng, có họa thì ai nấy chia. Anh nói chuyện nghe vui quá à. Thật lòng á thì tôi cũng như anh vậy, không có dễ dãi như vậy đâu. Nhưng tại vì có một lần đã vinh hạnh được gặp anh nên tôi mới chấp nhận đó. Ủa là mình với bạn trước đây có gặp nhau rồi hả? Hèn chi hồi nãy mình nói là mình mới vừa nhìn bạn là mình thấy trong đầu mình nó kêu bằng nó lé lé lên cái gì gọi là gặp ở đâu rồi đó mà mình không có nhớ. Vậy là mình gặp nhau rồi hả? Xin lỗi bạn nha, tại vì lúc này công việc nhiều quá nên là mình quên. Chỉ tại vì tôi chỉ là một cô gái bình thường nên không có khiến anh lưu tâm. Đâu có. Mình nói rồi, bạn rất là xinh đẹp nè, rồi nói chuyện nhẹ nhàng, dễ thương nữa. Không có đâu nha. Nếu như anh bận thì anh cứ đi đi. À đúng rồi, bận lắm. Tôi thì nán lại đây thêm một chút nữa. Buổi sáng mà mình ngồi ở đây thì nó rất là đẹp. Đẹp chứ, ngồi ở đây đẹp chứ. Thôi, tại vì mình có việc á, cho nên mình phải đi. Thôi là lần sau gặp bạn mình sẽ nói chuyện nhiều hơn nha. Đừng buồn mình nha bạn Hiền. Bắt tay bạn Hiền lần nữa nè. Bye bye bạn nhé. Nhớ lần sau gặp bạn nói chuyện nhiều hơn nha. Nói chuyện nhiều hơn. Bye bye bạn Hiền nha. Sao con để cho nó đi vậy? Con thấy nó làm sao? Nếu không phải là anh Nam thì con không có đến đây đâu. Như vậy là con chịu rồi phải không? Nếu mà mình thích á thì mình phải giữ người ta lại chứ mình để người ta đi kỳ lắm. Dạ, tại vì bây giờ trái tim của anh không có ở đây. Chi bằng mình cứ để cho anh thoải mái, rồi một ngày nào đó anh sẽ tự nguyện quay về. Thằng Nam coi vậy chứ nó tình cảm lắm con. Nó mà thương ai á là nó thương hết lòng, nó đặt trọn vẹn niềm tin cho người đó. Con hứa chứ gì, một tháng nữa thôi
ảnh sẽ quay về với chân gì. Cú Hà. Ủa sao mình đến sớm dữ vậy? Anh cố tình tới sớm mà để coi người yêu của anh trang điểm đẹp lộng lẫy cỡ nào. Mà nè, lỡ mà sau này em xấu xí già nua thì liệu anh có còn thương em nữa không? Cho dù trời có sập em có như thế nào đi nữa, anh vẫn yêu em tới suốt đời luôn. Tôi xạo quá đi. Mà nói cho anh biết trước nha, tính của em kỹ lắm đó. Thường thì lúc mà đi diễn á, em đến sớm hơn mọi người để mà chuẩn bị thật là chu đáo trước khi bước ra sân khấu đó. Hey, yêu người kỹ tính chắc là khổ lắm đây. Nhưng mà biết sao giờ, con tim này nó đã lậm rồi. Sớm quá đi à. Ủa, anh nói hôm nay anh có việc quan trọng mà. Thì anh xong việc rồi, anh chạy tới đây liền với em đó. Nhớ người ta. Nhớ gì mà nhớ. Thấy ghét. Gái nó ghét là yêu á. Nè, sáng anh có rảnh không? Anh chở em đi chợ hoa nha. Em cần mua vài cành hoa để mà trang trí cho nhà đó. Đối với người anh yêu, lúc nào anh cũng rảnh hết. Dạ chào cô. Chào cô. Cái Mai ạ. Có gì Minh ở nhà không chị? À, dạ bà chủ đi gặp khách hàng rồi ạ. À, tiếc quá ha. Tưởng là dì Minh có ở nhà. Tôi tính ghé qua thăm rồi uống một miếng trà, nói chuyện cho vui. À đây nè, chị mang trái cây này vô nhà. Trái cây vườn nhà tôi đó. Rồi khi nào mà dì Minh về thì nói là có lệ Bình ghé thăm. Dạ, bà chủ về tôi sẽ nhắn lại ạ. Cảm ơn chị. Bạn Hiền, không gặp má tôi gặp tôi cũng được mà. Tới đây rồi, ngồi uống với tôi ly cà phê đi. Tôi tưởng là anh không có ở nhà. Mời bạn, ly cà phê sữa này tự tay mình pha. Lần đầu tiên mà anh lại hiểu ý tôi như vậy. Chỉ là may mắn thôi, chứ tôi sao tâm lý dữ vậy. Ừ, nhưng mà anh cũng đã làm cho tôi hài lòng. Ừ, vui. Bạn vui là được rồi. Cảm ơn bạn đã quá khen. Sân vườn nhà anh rộng rãi quá, thoáng mát nữa. Ừ, ngồi ở đây được hít thở không khí như thế này thì thật là sảng khoái. Ủa bạn nói vậy giống như là đây là lần đầu tiên bạn được hít thở không khí trong lành ở sân vườn nhà vậy hả? Đúng. Thiệt hả? Từ nhỏ ba tôi muốn rằng tôi phải nối nghiệp kinh doanh của gia đình, cho nên tôi chỉ biết có học. Thú thiệt, tuổi thơ của tôi cũng không có. Nhìn tiểu thư đầy cát vậy mà tội ghê á. Thôi không sao, bây giờ mai mốt bạn cứ muốn hít thở không khí trong lành thì qua nhà mình, lúc nào cũng chào đón bạn á. Anh nói thiệt hả? Thiệt. Nếu như mà anh cứ mời chào như vậy á là tôi sẽ qua hoài qua hoài. Anh chán luôn đó. Bạn bè nhau làm gì có chuyện chán, yên tâm. Thôi nói chuyện khác nha. À, sao rồi? Dạo này anh với cổ á có thường xuyên hẹn hò không? Đều. À, cảm ơn bạn nha. Nhờ có bạn mà mẹ mình á không có làm khó dễ mình nữa. Thì thôi đây nè, ly cà phê sữa này coi như là trả ơn.
cái gì? Trả ơn. Ly cà phê này để trả ơn. Ờ thì mốt ta trả thêm cho. Không không không, tôi muốn là anh mắc nợ tôi cả đời. Gì? Bạn bè nhau tính toán dữ. Ừ, phải tính chứ. Anh nợ tôi cái gì á là tôi ghi nhớ hết. Ở trong này nè. Thì cha, nhìn bạn vậy cũng dễ sợ thiệt ha. Ừ. Bạn uống đi. Nói chuyện với bạn mình vui lắm nha. Thiệt luôn á. Tại nói chuyện với anh mà tôi phải ở lại đây hết nửa ngày luôn đó. Chứ không phải thích hít thở không khí trong lành sương dừa nhà tôi đâu. Ờ thì tôi kiếm người đổ lỗi đó, được không? Bạn về ha. Ừ, thì phải về chứ. Chứ đứng ở đây nói chuyện với anh chắc là mặt trời lặn luôn đó. Chắc là do tôi thú vị quá. Thôi đi, đừng có quá tự tin như vậy. Tôi về thiệt đó nha. Bye bye bạn. Khi nào rảnh là cứ qua nhà mình chơi nha. Ừ. Có sao không bạn? Không sao đâu. Rồi rồi rồi, rồi. Thôi, thôi 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 thôi. Kiểu này chắc bạn bị bong gân rồi. Thôi vô nhà đi mình xức thuốc cho. Rồi rồi, từ từ. Không sao đâu, vô xức thuốc hết à. Rồi. Bạn ngồi xuống đây. Bạn ngồi xuống đây chờ tôi chút xíu, tôi chạy lên tôi lấy dầu xức cho bạn nha. Để đây. À, ngồi đây, ngồi đây. Đợi xíu, đợi xíu. Dầu rồi đây. Đây. Bạn đau ở đâu? À, bên đây. À, không sao không sao. Thầy. Không sao đâu. Phải bóp mạnh chút xíu dầu nó mới thấm, bạn mới mau hết được, hiểu không? Nhưng mà nó đau. Đau chút xíu hết à. Này, bạn là con gái á, bạn đi giày cao gót nhìn nó đẹp thiệt, nhưng mà nguy hiểm lắm đó, bạn thấy không? Mới dấp chân cái là lật sơ mi rồi, lỡ mà nặng hơn chút xíu nữa. Anh nè, bộ anh thích đọc quyển sách này lắm hả? À, thì tôi cũng phải bắt đầu học cách quản lý công ty chứ. Trước đây mình ham chơi lắm, nhưng mà từ cái vụ vừa rồi á, thấy mẹ mình vất vả quá. Bạn đỡ đau chưa? Đỡ chưa? Đỡ hơn chút xíu. Không sao đâu, lát nữa về nhà là sẽ bớt nhiều lắm. Đây, đây nha. Tặng bạn luôn. Về cứ bóp dầu. Mau hết. Nhưng mà tôi nghĩ nếu có bàn tay của anh á mà xoa dầu cho tôi thì nó sẽ mau bớt hơn đó. Ờ thì nếu mà bạn cần cứ gọi tôi rảnh thì tôi chạy qua tôi bóp dầu cho bạn nha. Anh hứa nha. Nếu như mà anh thích học cuốn sách này thì tôi sẽ giới thiệu cho anh một quyển sách khác. Tác giả người nước ngoài. Anh đọc tiếng Anh được không? Ờ thì đọc hiểu biết thì được. Nhưng mà có nhiều từ chuyên môn không biết đâu. Không sao, tới lúc đó tôi giúp anh. Tôi đam mê tiếng Anh từ nhỏ. Mỗi lần gặp là mỗi lần bất ngờ về bạn đó nha. Còn nhiều điều bất ngờ phía sau tôi nữa đó. Bạn đừng có nói với tôi là bạn học nhiều để bạn về đây bạn thâu tóm hết ngân hàng nha. Cũng có thể.
tham vọng dữ vậy hả? Từ nhỏ kinh tế là niềm đam mê của tôi. Tôi thường thích theo ba vô công ty để mà xây dựng, phát triển, rồi làm sao đánh bại được đối thủ. Không ngờ một cô gái như bạn mà. Sao? Nhìn tôi có vẻ tham vọng và dữ dằn quá đúng không? Không phải. Cái đó người ta kêu bằng là bản lĩnh. Nền kinh tế Việt Nam những năm gần đây nó đang thay đổi, cho nên là mình phải cần có tư duy chắc chắn thì mới đưa nền kinh tế đi lên được. Nền kinh tế phải được đổi mới, không thể dùng cái cũ để mà xây dựng cái mới được, đúng không? Bạn đam mê như vậy mình nghĩ chắc chắn sau này thành công. Nhưng mà đó chỉ là trước kia thôi. Chứ từ khi ngồi ở sân vườn nhà anh rồi nói chuyện với anh thì tôi lại có một cái suy nghĩ khác. Tôi muốn biến khu vườn nhà của tôi sẽ trở thành một khu vườn đầy hoa lan với đủ loại hết. Rồi tới mỗi mùa đơm bông, từng đàn bướm dập dìu bay về đậu trên những cánh hoa lan đó. Rồi từ xa do ve những tiếng ong vọng về. Chỉ nghĩ tới đó thôi mà tôi có cảm giác như là mình đang sống trong một cái xứ sở thần tiên gì đó. Sao tự nhiên trở thành cô gái đầy mơ mộng vậy trời? Vậy còn anh thì sao? Ước mơ thật sự của anh đó. Ước mơ của tôi hả? Tôi ước mơ là sau này cơn gió phiêu du, nguyện lòng mình giữ yêu thương, dù mong manh thoáng dày. Giữa dòng đời trôi qua vội vàng, tìm nơi đâu gió miên man, một lần dừng chân. Giữa hiện thực quá khứ phôi phai, bàn tay ai níu tay anh, rồi buồn nơi xót xa. Không nghẹn tìm nơi đâu yên bình, vì tình yêu với danh vọng quá vô tình. Đánh mất tình yêu trôi theo giấc mơ dài, vì ai tham vọng nơi đỉnh cao. Thanh xuân ơi, anh nguyện gìn giữ chân phương, xóa tan lỗi lầm khổ đau, cho sau bao tổn thương. Ngàn đắng nước mắt trong đời anh bao khát vọng, và ngày mai những yêu thương có quay lại. Thanh xuân ơi, anh nguyện gìn giữ yêu thương, trái tim chân thành vẹn nguyên, phong ba như gió sương. Còn những ký ức chỉ là một cơn ác mộng, vì ngày mai những yêu thương sẽ quay lại.